Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì rất nhiều cha mẹ khi nuôi con thì thường không biết rằng là như thế nào gọi là chậm nói, và chỉ đến khi con mình thấy kém hơn so với các bạn cùng lứa tuổi thì bắt đầu lo cuống lên hoặc là tự biện minh cho cái vấn đề đó. Vậy xin bác sĩ có thể chia sẻ vấn đề là giải thích rõ được cái khái niệm chậm nói ở trẻ được định nghĩa như thế nào không ạ? Đúng là trong những thời gian hiện nay, nhất là trong khoảng chục năm nay thì vấn đề chậm nói thì nổi lên hàng đầu trong các cái vấn đề mà đến khám tâm lý của trẻ em. Đấy, thế thì nhiều cha mẹ cũng đúng như chị vừa nói là nhiều cha mẹ thì cũng chủ quan, cũng chờ đợi. Một số cha mẹ thì quá lo lắng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi đến vấn đề trẻ tại sao lại chậm nói, và chậm nói thì là gì. Đấy. Thế thì chậm nói thì là một cái khái niệm mà hiểu rằng là trẻ chậm nói so với các bạn cùng lứa tuổi bình thường. Còn nếu theo về nói cho nó xác đáng hơn, mà theo cái tính chất là khoa học hơn, thì chúng tôi thấy rằng là chậm nói là những cái trẻ mà chậm so với mức phát triển ít nhất là từ 3 đến 6 tháng so với trẻ bình thường. Vấn đề chậm nói không chỉ là trẻ chậm về mốc so với phát triển về ngôn ngữ, mà những cái trẻ chậm nói còn biểu hiện là cái vốn từ nó ít, mặc dù trẻ nói được cái vốn từ nó ít, hoặc diễn đạt những cái câu rất là ngắn, không biết trả lời, hoặc là những trẻ này nói thì lại thụ động, hoặc là chỉ nói khi mà người lớn hỏi thì mới trả lời, mà không có sự chủ động trong giao tiếp. Tóm lại, chậm nói là một khái niệm mà nó cũng không chỉ đơn thuần là trẻ phát âm được hay không, mà nó gồm có chậm nói theo mốc phát triển lứa tuổi từ 3 đến 6 tháng, chậm nói với những cái số lượng vốn từ ít, ít nói, và cái thứ ba là trẻ nói thụ động. Mặc dù trẻ nói được nhưng nói rất thụ động mà không có chủ động. Về mốc phát triển thì các phụ huynh chúng ta cũng phải nên nắm được một số các cái mốc phát triển về ngôn ngữ, để so với mốc đó thì phụ huynh cũng biết con mình đang ở giai đoạn nào và chậm nói mức độ nào. Bình thường thì trẻ từ 1 đến 3 tháng thì đã có những âm líu lo ở trong họng, hoặc là những cái tiếng gừ gừ trong họng. Nếu mà khi mà cha mẹ tiếp xúc mà thấy con 3 tháng mà không thấy có những cái âm líu lo phát ra, không có tiếng gừ gừ trong họng, cổ họng phát ra, thì cũng đã có cái vấn đề mình phải lưu ý. Giai đoạn tiếp theo là từ 3 đến 6 tháng thì trẻ đã có thể nói một vài các cái phụ âm, giống như bờ bờ, bờ bờ, mờ mờ, vân vân. Đấy, thì nó có cái đặc điểm như vậy. Tiếp theo là từ 8 đến 9 tháng thì trẻ có thể nói được những âm nhắc lại, ví dụ như là tà tà, bà, mama. Đấy, thế là cái mốc đấy là bình thường trẻ 9 tháng. Tiếp theo đến trẻ 12 tháng đến 15 tháng thì trẻ đã nói được một số các cái từ đơn chỉ về người thân, chỉ về các cái động vật quen thuộc, chỉ về những đồ vật là đồ chơi quen thuộc. Ví dụ trẻ có thể nói được bà, được ạ, nói được chó, được gà, hoặc là những cái tiếng kêu con vật meo meo, go go, vân vân, là những tiếng mà trẻ con rất là dễ nhớ, rất thân thuộc. Giai đoạn tiếp theo là trẻ đến 18 tháng thì vốn từ nó tăng hơn rồi, trẻ có thể nói được những từ nó nhiều hơn, có thể là từ 10, 18 đến 20 từ. Ví dụ những cái từ như là mẹ, như bà, như bố, như là đi, như là ăn. Đấy, một số trẻ nếu sớm hơn thì có thể nói được một số từ như là biết nói có, nói là mở. Đấy, thì vốn từ của cháu cũng khoảng độ 10 đến 20 từ. Đến lứa tuổi là 2 tuổi thì trẻ đã phải nói được câu 2 từ, ví dụ như là ăn cơm này, đi chơi này, con cá này. Đấy, những cái từ đấy là nó đã vốn từ nó tăng lên và có thể nói từ đôi. Đấy, tiếp theo giai đoạn là sau 2 tuổi đến 3 tuổi thì trẻ bắt đầu đã nói những câu nó dài hơn, là có thể từ 3 đến 4 từ. Mẹ đi đâu, mẹ làm gì, vâng, con xin mẹ. Đấy, thì là cái lứa tuổi 3 tuổi. Nói chung là trẻ con cứ phát triển dần dần về vốn từ và về câu nói. Đến 4-5 tuổi là trẻ có thể nói được những câu dài hơn, trên 4-5 từ, và có thể nói một lúc là 4-5 câu. Rồi trẻ đã biết hỏi, biết quan tâm, biết hỏi tại sao, vì sao, rồi quan tâm đến các cái thứ xung quanh, những hiện tượng xung quanh. Và nếu mà cha mẹ có hỏi, hoặc trẻ nhiều khi cũng tự có thể kể lại những sự việc trong ngày. Ví dụ trẻ đi mẫu giáo về cũng biết mách mẹ là hôm nay con ăn gì, con chơi với ai, cô dạy con cái gì. Thế và trẻ cũng đã biết đối thoại qua lại. Ví dụ như bố mẹ hỏi con tên tuổi, nhà con ở đâu, con là con trai, con gái, con thích cái gì, là con cũng thể trả lời những câu hỏi cơ bản như vậy. Với những cái mốc mà thông thường mà chúng ta hay gặp như vậy, mà nếu cha mẹ thấy con chậm sau cái mức độ này thì cha mẹ cũng phải lưu ý để theo dõi con xem là cái sự tiếp theo, quá trình tương lai tiếp theo trong thời gian mà những cái thời gian 5 tháng tiếp theo con có nói được như vậy không, thì chúng ta nên lưu ý để có thể là nhận biết được, biết và có cần phải đi khám gì không thì chúng ta đã phải lưu ý rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ.